Thưa quý vị, hôm nay mùng 5 tháng 9, hơn 20 triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học mới. Lễ khai giảng ở các trường thì đều diễn ra một cách gọn nhẹ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và dù là ở đâu, thành phố hay nông thôn, trường có điều kiện hay là các trường khó khăn ở vùng sâu, vùng xa hay nơi hải đảo, thì ngày hội đến trường của các học sinh đều được tổ chức ý nghĩa nhất để tạo hứng khởi cho các em bước vào một năm học mới. Vâng, điều kiện sống ngày càng được nâng cao, nhiều gia đình cũng vì thế mà đầu tư nhiều hơn cho việc học của con em mình. Những trường chất lượng cao, trường tiêu chuẩn quốc tế mở ra ngày một nhiều cũng là để đáp ứng nhu cầu đó. Ra đời từ năm 2016, có học phí từ 200 cho đến gần 500 triệu đồng mỗi năm. Trường TH School đã nhận được sự quan tâm chú ý của các bậc phụ huynh ngay từ khi mới đi vào hoạt động. Quý vị hãy cùng xem lễ khai giảng ở ngôi trường này có gì đặc biệt. Lễ khai giảng của TH School bắt đầu bằng phần học sinh trình diễn các bài hát thể hiện tình yêu, niềm tự hào được là người Việt Nam và bài hát truyền thống của trường. Sau đó, ông Pete Kennedy, tổng hiệu trưởng hệ thống trường TH School, đã có một bài phát biểu ngắn gọn bày tỏ niềm vinh dự cũng như lời hứa của mình với các bậc phụ huynh rằng sẽ cùng với đội ngũ giáo viên nhà trường làm hết sức mình để tạo ra cho học sinh một môi trường học tập thân thiện, an toàn, giảng dạy theo chương trình giáo dục hiện đại để học sinh có thể phát triển toàn diện. Tất cả các hoạt động trong ngày khai giảng của TH School đều mang dấu ấn rõ nét của các học sinh, từ các tiết mục văn nghệ, dẫn chương trình, phát biểu truyền lửa cho học sinh mới bằng tiếng Anh. Đây cũng là một cách để nhà trường khuyến khích các học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. Ra đời năm 2016, hệ thống trường TH School được xem là tiên phong trong việc áp dụng các chương trình quốc tế đã thành công ở hầu hết các hệ thống giáo dục trên thế giới, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc riêng nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa dân tộc trong chương trình Việt Nam học.